Hello, xin chào các bạn. Mình là anh Kaka đến từ kênh Học VBA từ cơ bản đến nâng cao. Thì trong các cái yêu cầu của các bạn trước đấy thì mình có đọc ra một cái yêu cầu là bây giờ ấy, đối với lại các cái sáp hay là các cái hình ảnh mà chúng ta chèn vào trong một cái bảng tính Excel thì một là chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta sẽ làm như thế nào bằng VBA, và cái thứ hai là chúng ta sẽ muốn copy toàn bộ các cái ảnh này sang cái sheet khác như thế nào. Vậy thì hôm nay mình xin làm cái video này để hướng dẫn các bạn là code như thế nào để có thể làm được hai yêu cầu trên. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ xóa, à copy đi. Trước hết là chúng ta sẽ copy toàn bộ các cái ảnh, ví dụ là ảnh SQL hay là ảnh cái từ điển Hán Việt mà mình tự viết ở đây để copy sang sheet 2, từ sheet 1 sang sheet 2. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi code thử nhé. Như thường lệ thì chúng ta sẽ insert một module thôi. Và chúng ta sẽ viết một cái sub là sub xóa ảnh. Copy ảnh trước đi. Ở đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một số biến cần. Đây là cách làm của mình thường xuyên mình khai báo biến để nhanh gọn lẹ và không bị nhầm. Các bạn có thể không cần khai báo biến cũng được. Các bạn sẽ gọi chay ra thôi. Wcase as cookbook. Mình sẽ zoom to đoạn code này lên. Tiếp theo là sheet 1 as worksheet và sheet 2 as worksheet. Tiếp theo sẽ có một cái biến là team image as sap sip. Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi tạo các cái giá trị của biến. Đầu tiên là các cái biến đối tượng set wcase sẽ bằng active workbook. Tiếp theo sẽ là set ws1 sẽ bằng wk.sheet sheet 1. Tương tự thế, biến ws2 sẽ được gán bằng cái biến s2 này thôi. Sẽ bằng sheet 2 của chúng ta. Và chúng ta nhìn lại một chút vào trong cái bảng tính Excel của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ bắt buộc phải lặp qua từng cái hình ảnh ở đây và copy từng cái đối tượng hình ảnh này sang cái sheet 2. Vậy thì chúng ta nghĩ ngay tới cái vòng lặp for each, for i, for next có thể dùng nhưng mà sẽ hơi bất tiện, thì chúng ta tốt nhất là dùng for next. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ for each cái biến img mà chúng ta đã khai báo dạng biến là sheet ở trên, in in cái gì, in sheet 1 chấm sap thêm s nhé, nhớ là phải thêm s. Next chúng ta sẽ có img chấm copy. Bây giờ chúng ta sẽ thử là sheet 2.select. Chúng ta sẽ active sheet.paste. Đây là cú pháp để paste rất là quen thuộc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử debug nhé. F8 này. Chúng ta đã xong cái bước khởi tạo từng cái biến đối tượng. Tiếp theo là mỗi phần tử image ở trong cái sheet 1.shape này thì cái image này sẽ copy 2.select active-shape.paste. Ồ, không có gì xảy ra. Vừa rồi là các bạn không nhìn thấy các cái hình copy bởi vì là nó paste chồng lên nhau. Cho nên là các bạn nhìn thấy nó ở dưới đây này. Đó. Đó là cách mà chúng ta copy và paste sang một sheet khác. Vậy bây giờ chúng ta sẽ muốn copy và paste nó sang theo đúng từng trình tự như thế này chẳng hạn. Thì đơn giản là chúng ta sẽ dùng cái vòng lặp để lặp qua từng cái ô này thôi. Chúng ta sẽ làm thử như sau. Đối với lại từng cái đối tượng shape này chúng ta sẽ copy và
sẽ paste theo một cái trình tự nhất định. Chúng ta sẽ cho một cái biến z bằng 1. Chúng ta sẽ để là z bằng z cộng 50. Vậy thì khi mà image.copy này, s2.select này, chúng ta sẽ là range của a và nối với lại z, bởi vì biến z chúng ta là biến chạy chấm select, sau đó chúng ta sẽ paste, bởi vì là chúng ta mục tiêu là chúng ta sẽ cứ cách 50 ô chúng ta sẽ paste vào một cái ô, paste ảnh vào một cái ô để chúng ta có thể nhìn rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm chạy này. Chúng ta chạy lại nhé, xem debug xem là có điều gì xảy ra. Xóa hết đi này. F8 này. Copy của cái image thứ nhất, select này. Range của AZ là A1 này, select này. Paste ảnh đầu tiên vào đây này. Tiếp theo. Image thứ hai. Range của A tiếp theo và sẽ paste vào đây. Đó. Cộng 50 đơn vị tiếp theo và chúng ta sẽ paste lần lượt. Đó. Như vậy là các bạn có thể copy theo cái thứ tự mong muốn của mình dựa theo cái vòng à, dựa theo một cái biến chạy z nữa nhé. Rồi, như thế là chúng ta đã copy. Vậy thì bây giờ muốn xóa thì như thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ copy cái đoạn code này, tạo ra một cái sub khác, xóa. Xóa thì chúng ta sẽ không cần thiết phải có biến chạy. Chúng ta cũng không cần thiết phải có các cái đoạn copy và paste, chúng ta chỉ cần thêm một cái từ khóa là delete. Đơn giản như thế thôi. Vậy thì đối với sheet 1 chúng ta sẽ bấm run chạy luôn và toàn bộ các cái image ở trong cái sheet 1 cũng đã được xóa hết. Mình sẽ copy lại sang đây. Paste vào đây. Xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ bấm chạy cái sub xóa này. Ok, đó. Thì đây là toàn bộ các cái chia sẻ của mình về việc thao tác với lại một cái image hay là một cái sub bất kỳ ở trong bảng tính Excel của chúng ta bằng VBA. Hy vọng các bạn sẽ thấy video này của mình hay và có hữu ích với các bạn. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.